Hello, chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 1. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các em một cái đề thi học kỳ 1 của năm học vừa rồi. Các bạn có thể dựa vào cái đề này để mà ôn thi nha. Rồi bài đầu tiên, exercise 1, listen and circle. Bài này là các bạn nghe và khoan tròn đấy. Ví dụ như câu number 1, người ta mà đọc là ball thì các bạn sẽ khoan vào đây. Người ta đọc là cup thì các bạn sẽ đọc vào đây. Câu số 2, người ta đọc là cake thì các bạn khoan vào đây. Người ta mà đọc là apple thì các bạn khoan vào đây. Câu số 3, nếu mà người ta đọc dog thì các bạn khoan vào con chó. Nếu người ta đọc là fish thì các bạn sẽ khoan vào con cá. Rồi câu số 4 đó là các bạn mà nghe thấy người ta đọc là pencil thì các bạn sẽ khoan vào bút chì. Người ta đọc mà goat thì các bạn khoan vào con dê nhé. Exercise 2 là làm gì? Listen and check, nghe và check đó. Ví dụ như one, người ta đọc là duck thì các bạn sẽ tích vào câu B này. Câu số 2, người ta mà đọc là can là cái lon thì các bạn đây phần tích vào câu B nhé. Rồi xuống bài dưới, look and march. Rồi, nhìn và nối, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc này. What's this? Đây là cái gì? Đây là bag. Bag. Cái giỏ, cái túi đấy. Ba lô. Bag. Câu số 2, đây là cái gì? What's this? Các bạn biết đây là cái gì không? Đây là cái bàn học. Chúng ta sẽ đọc là desk. 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 Rồi, câu số 3, đây là cái bàn tay đúng không các bạn? Bàn tay các bạn sẽ đọc là hand, hand, hand. Câu số 4, sữa các bạn sẽ đọc là milk, milk, milk. Rồi, chúng ta đọc lại nè. Bag, bag, desk, desk, hand, hand, milk. Milk. Để chúng ta nối nhé. Đây, hand. Các bạn nhớ nhìn này. Nhìn các bạn nối theo này. Hand là bàn tay đó. Các bạn sẽ nối vào đây. Bag là cái giỏ. Cái giỏ các bạn sẽ nối vào đây. Rồi milk là sữa. Các bạn nối vào đây nhé. Tiếp theo, desk là cái bàn và nối vào đây này. Đấy chưa? Câu số 4, bài số 4, look and write, nhìn và viết, viết từ còn thiếu đấy. Bây giờ chúng ta nhìn này, ở đây chúng ta thiếu cái gì? Đây là cái chuông các bạn. What's this? Bell. Bell, cái chuông là chữ E, các bạn viết chữ E vào đây nha. Rồi câu tiếp theo đó là cái xe đạp nhá. Cái xe đạp. Xe đạp này. Cái xe đạp chúng ta sẽ đọc là bike. Bike, nó là chữ bờ các bạn. Bike. 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 Tiếp theo đây là cái cổng nha. Cái cổng tiếng Anh là gate. 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 Rồi cây bút. Cây bút các bạn nhớ này, tiếng Anh các bạn sẽ đọc là pen. Pen. Thiếu chữ E. Pen. Rồi chúng ta đọc lại. Bell. Bell. Bike. Bike. Gate. Gate. Pen. Pen. Số bài số 5, brick and tick. Brick and tick. Đọc và đánh dấu tích. Đọc và đánh dấu tích này. Bây giờ các bạn đọc này. What's the, cái chữ này là chữ pen. Cái chữ này này, người ta viết các bạn, đây là pen, 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 pen.
phóng to các bạn nhìn cho dễ. Pen, pen là pen, và pen là cái bút mực, nó không phải là bút chì. Bút chì là pencil, đây là bút mực là pen, đây là pencil. Vậy thì câu A đúng, cho nên chúng ta sẽ tích vào câu A. À, chúng ta đánh dấu tích vào cái ô vuông này. Tìm một cái dấu tích coi nào. Không có nào mà dùng dấu tích nhờ. Oh my god, đi một cái nào dùng dấu tích không? Cái này đi. Rồi. Các bạn đánh vào đây. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Qua hình bên này. Chips. Chips. Các bạn nhớ chips là khoai tây chiên mà dài dài như thế này. Còn đây là apple. Apple là quả táo. Còn đây là chips. Cho nên ở đây đáp án là câu B đấy. Đáp án là hình B. Các bạn sẽ tích vào đây nhá. À, tích vào đây này. Ok. Rồi. Cái đề của chúng ta dễ đúng không? Rất là dễ các bạn. Làm được không? Rồi, chúc các bạn học tốt. Và chúng ta sẽ giải thêm nhiều đề nữa để cho các bạn học cho tốt nha. Để các bạn đi thi, các bạn làm bài cũng bị bỡ ngỡ.